Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình và mình là Thắng này. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series giải cứu thế giới trong Minecraft của Thắng nha. Và cái công việc chính hôm nay của Thắng là Thắng phải đào được thật nhiều kim cương để về chế tạo ra cái bộ ráp kim cương nè, thì mới đi bảo vệ được thế giới chứ. Ok, và nếu như bạn thích cái video này của mình, hãy nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có thật nhiều động lực xem cái video tiếp theo nha. Thì hiện tại Thắng vẫn ở dưới hầm các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ Thắng có rất là nhiều sắt rồi. Bây giờ Thắng sẽ chế tạo ra cái bộ quần áo giáp sắt này. Áo này. Ui dồi ôi, sao chế tạo ra giáp này mất nhiều sắt thật đấy các bạn ạ. Wow. Đâu nhỉ? Ok. Yeah. Bây giờ Thắng sẽ mặc cái bộ giáp sắt này vào nhá. Áo này. Quần này. Giày này. Kiếm này. À, mũ sắt này. Wow. Bây giờ Thắng sẽ đi khám phá tiếp dưới cái hầm mỏ này. Wow, cái đá đỏ này các bạn ơi. Không biết cái đá đỏ này để làm gì nhở. Các bạn nào mà biết cái đá đỏ này để làm gì thì nhớ comment để cho mình biết đấy nha. Wow, chỗ này có tận bao nhiêu luôn. Có 8 viên này. Nhưng mà mình tìm từ lên giờ không thấy kim cương đâu các bạn ạ. Kim cương nó tìm khó thật. Wow, các bạn ơi, ở trước mặt mình này. Ui, hình như là xuất hiện một cái hang gì ý. Bọn này nó đang đốt lửa nhảy. Nhảy hip hop sao ấy. Mày đấy, mày dậy ái sao. Ôi, mình bị được cắn mấy phát liền này. Đây có sắt này. Đào sắt trước đã. Mấy phiên liền này. Ôi dậu. Ui, cảm ơn được cái. Ui, chạy. Ui, mày làm gì tao mày. Ui à, mày này. Tao có kiếm này, tao không sợ mày đâu nha. Wow, cái hang của chúng nó này. Đây đúng là hang nhện rồi. Đúng là một ổ của bọn nó rồi này. Mình sẽ tiêu diệt tận gốc luôn. Wow, có cái dương này. Hai cái dương luôn này. Mày. Ui, sao cho mày nhiều nhện thế vậy các bạn ơi. Ui, con nhện này biết bay à. Mày này. Dám quánh tao nè. Cắm con nước vào đây cho nó sáng phát. Wow, có một cái lồng này. Lồng này nhốt con nhện này. Kiểu như là ui. Mày cắn tao này. Các bạn kiểu như là cái lồng này nó sinh ra mấy con nhện này này. Đổi, mình sẽ phá cái lồng này đi. Mày. Thì ra đây là nơi tạo ra những con nhện này à. Wow, sao cái lồng này phá lâu vậy các bạn. Wow. Rồi, mình phá được rồi nè. Mình sẽ xem trong dưới này. Wow, thuốc súng nè. Đầy thuốc súng luôn. Đĩa nhạc này. Đĩa nhạc này làm gì ta. Lúa mì này. Xương này. Cất vào. Wow. Có cả táo vàng luôn. Đĩa nhạc nữa nè. Wow, bao nhiêu đồ luôn. Thuốc súng này, sao bọn nhện này nó có nhiều thuốc súng đấy nhở. Lấy thuốc súng sắt này. Bọn nhện này nó không có vàng. Sợi tơ này. Có yên cưỡi này, nhãn ghi tên này. Ok. Yes. Ồ, đây có vàng này các bạn ơi. Wow. Bên trong này lại có hang nữa này. À, bọn cung này. À, bọn người cung, bọn xương khô bắn cung này, tao rất ghét bọn này luôn. Mày ra đây. Bên trong này có hai cái dương luôn này. Ok, bọn này nó sợ mình không dám ra này. Ô, các bạn ơi nhìn này. Đó, hình như là đang tạo ra cái khúc xương khô để ra bắn nhau với mình này. Phá nhanh còn kịp các bạn ơi. Cái khúc xương khô trong này nó quay 360. Ui. Mày này. Dám quánh tao này. Phá cái lồng sắt này lâu thật đấy các bạn ạ. Ua, vẫn chưa vỡ luôn. Trời ơi. Ôi, nó sắp vỡ rồi. Ok, yes. Mình đã phá được hai cái ổ trong cái hầm dưới này rồi. Trời ơi, nhưng mà mình bị chặt đồ rồi các bạn ạ. Thế nào, mình khám phá xem trong cái giường này. Wow, các bạn ơi.
Trong dương này có giáp kim cương này, giáp ngựa kim cương này. Yes. Xem cái dương thứ hai này. Wow, dương thứ hai có hai thỏi vàng này, xương này, có thuốc nổ này, thuốc súng này. Wow. Yes. Mình sẽ tiếp tục đi đào khoáng sản ở dưới này tiếp. Bao giờ được kim cương thì mình ở mới thôi, mình mới đi về. Phải được nhiều kim cương cơ. Lại sắt này. Sao mà mình chưa cả tìm thấy kim cương nhá. Kim cương tìm khó thật đấy. Về mình sẽ chế tạo ra cái đồng hồ. Ủa? Mình nhìn thấy kim cương rồi các bạn ơi. Đào lốt cái chỗ đá đỏ này đã. Wow. Không huống danh mất công tìm từ lên giờ. Wow, thấy kim cương rồi. Cuối cùng mình đã xuống cái chỗ mà nó có kim cương này. Ờ, sao có hai con lạc đà tự nhiên nó xuất hiện ở đây nhỉ? Bọn mày đi đường nào xuống đây vậy? À, thì ra có cái thằng thương lái này. Mình phải xem nó bán đồ gì nào. Dương sỉ này, cây mía đường này, đá phát sáng này, hạt dưa hấu này, bột nhuộm đỏ này, băng lến này. Ôi trời ơi, toàn những cái đồ vơ vẩn mà đòi mình đối ngọc được bảo cơ. Quánh nó phát, quánh nó phát. Cái đồ bán đất này, cái bọn bán đất này phải quánh nó tung đít luôn các bạn ạ. Ý, mỗi khi quánh ngay cái thằng thương lái này thì mình lại nhặt được một cái sợi dây. Sợi dây. Ủa, ngọc được bảo này. Ok. Các bạn ơi, sau một thời gian thắng đào kim cương, tìm kim cương mấy tiếng liền mù hết cả mắt luôn, thì thắng cũng kiếm được tận 74 viên kim cương. Wow, quá là nhiều luôn ý. Bây giờ thắng sẽ chế tạo ra cái bộ giáp kim cương này. Bộ giáp kim cương. Bộ giáp kim cương. Mình đọc sai trên tả, các bạn ấy mắng mình chết. Cái quần này, đôi giày, và cuối cùng là chiếc kiếm kim cương. Yeah, và chiếc mũ kim cương nữa. Yeah, ha 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 ha. Kiếm ơi. Wow, công nhận nhìn cái bộ kim cương là nhìn đẹp ơi là đẹp đấy. Ok, bây giờ mình sẽ mặc cái bộ giáp kim cương này vào. À không, cái bộ giáp sắt của thắng nó vẫn còn sử dụng được ấy. Nên là bây giờ thắng sẽ cất cái bộ giáp kim cương này đi. Bao giờ thắng đi bảo vệ thế giới thì thắng sẽ mặc cái bộ giáp kim cương này vào. À không, bao giờ đi làm nhiệm vụ đi tiêu diệt bọn quái vật thì thắng sẽ mặc cái bộ giáp kim cương này vào. Wow, có cả bộ giáp kim cương có ngựa kìa. À, từ thắng sẽ lớn thịt đã. Bây giờ nha, thắng có cái bộ giáp kim cương của ngựa rồi. Bây giờ thắng sẽ đi thuần phục một con ngựa. Yeah, để cho nó mặc cái bộ giáp kim cương vào các bạn ơi. Yes. Ok, bây giờ thằng sẽ đi tìm ngựa đây. À, đằng trước mặt mình kia có một con ngựa gì kìa. Ê, có một con ngựa. Ơ, nhưng mà nó lại là cái con ngựa con các bạn ơi. Mình thử cưỡi nữa nào. Không cưỡi lên được các bạn ơi. Trời ơi, không cưỡi lên được nè. Bởi vì nó là con ngựa con nên là thằng không cưỡi lên được. Bây giờ thằng sẽ đi tìm con ngựa khác vậy. Trời ơi, nhưng mà đi tìm cả một ngày trời rồi. Trời sắp tối rồi nhưng mà thằng vẫn chưa tìm được một cái con ngựa nào trưởng thành các bạn ạ. Đây này, trời buổi chiều sắp tối rồi, âm u rồi này. Chán quá đi mà. Ngựa ơi là ngựa, mày ở đâu ngựa ơi. Thằng tìm thấy một con ngựa sao rồi các bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó giống con hươu quá. Thằng cưỡi lên rồi nè. Ôi, đừng nặng. Ơ, ui. Thuần phục cái con ngựa này dễ là dễ này các bạn ơi. Nó thích mình rồi. Yes. Bây giờ thằng sẽ phải bỏ cái yên cưỡi ra để thằng cưỡi lên nó mới được. Yên cưỡi này là xuống đây. Thằng có tận hai cái yên cưỡi liền này. Cưỡi lên nó này. Cho nó mặc cái yên ngựa này. Yeah. Rồi tí nữa về nhà mình sẽ cho nó mặc giáp các bạn ơi. À, nhân dịp trời nó tối rồi ấy, bây giờ mình sẽ cưỡi ngựa ấy, như một chiến binh luôn. Mình đi sẽ tiêu diệt một cái bộ khúc xương khô này. Kia có một tên kìa. À, mày ra đấy. Anh hùng cưỡi ngựa này. Mày này. Chó, mày chết nè, lũ anh tao. Mày không để tao cưỡi ngựa nè. Ồ, hình như cái con ngựa con này mình đang cưỡi cái con ngựa mẹ sao ấy các bạn ạ.
À con zombie này, ôi, mình không thèm cắt giết zombie luôn. Mấy cái thanh niên phát lổ này chạy xa xa nó ra. Mình là mình rất ghét cái bọn xương khô, xong mà nó cầm cung nó bắn ấy lên mình. Bây giờ mình sẽ đi tìm bọn nó, mình tiêu diệt, mình oanh. Ô, đây có hai anh em này. Ê, chấp cả hai anh em luôn. Mày này. Mày giỏi, mày lên bờ mày oanh tao xem. Ê, mày này. Ê, mày này. Ờ, hình như là mình đánh cả vào ngựa của mình thì sao ấy. Còn mỗi hai team cơ. Đúng rồi các bạn ạ. Hình như là chỉ có cưỡi ngựa bắn cung thôi, chứ không có cưỡi ngựa cầm kiếm. Thảo nào mình oánh toàn vào ngựa của mình. Bây giờ thì mình sẽ về mình ở chế tạo cái cung để cho nó hợp với là cưỡi ngựa bắn cung. Mình có táo vàng nha. Wow, nhìn này, đồ giáp vàng này. Wow, cung rồi. Yes. Ok các bạn ơi, đi ra ngoài nào. Ô nhưng mà mình có được 15 mũi tên này. Thôi bắn thử vậy, bắn test vậy. Nhưng mà không biết trong dương này còn không được. Trong dương này không có luôn các bạn ạ. Trong dương không có đồ. Ôi ích ra. Bây giờ mình sẽ thử đi bắn cung xem nào. Lần đầu tiên được bắn cung trong Minecraft này. Ngựa ơi mày ở đây nha. Ôi chết rồi, ta quên không lấy giáp cho mày mặc rồi. Thôi cãi đi, để mai tao mặc cho mày vậy. Mày này, Mày solo cùng với tao. Cho phát lửa luôn. Bắn 3 mũi tên là sẽ tiêu diệt được cái bộ xương khô này luôn. Đúng là cung nó hơi bị cồi. Mình mới chơi mà lên đặt đồ cùi là bình thường. Sân nào có nhận lại mũi tên của nó không nhở? Không nhận được các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cưỡi ngựa bắn cung này nè. Yeah. À mày này. Ý, mày cho phát nữa nè. Cho phát nữa luôn nè. Yeah. Rồi ăn mình mới ghê mà. Đâu nhỉ. Bọn nó đâu hết rồi. Bọn nó chạy đâu hết rồi. Cái bọn quái zombie này thấy mình có đồ VIP phát nè, có ngựa, có cung, có khiêng phát nè, chạy mất tăm mất tích ngay, không thấy đâu cả. Đâu rồi, bọn mày chạy lên giỏi, tao vẫn kiếm dạo hơn mày. Ngày đầu bắt nạt tao ác lắm mà, bây giờ không thấy ai luôn. À kia rồi, mình nhìn thấy rồi. Một tên. Tên này đội giáp này các bạn ơi, không biết ăn trộm giáp của thằng Lào này. Có bộ mũ giáp màu vàng. Đợi gì không đợi. Ui, cái bọn giúp mày. À ui cái con ngựa con kia. Ồ, cái con đứa con đang đâu lại chăn chắn kia, là mình tí nữa bắn vào nó. Mày. Yeah. Cho phát nữa luôn. Ôi trời ơi, mình hết cung rồi các bạn ơi. À mình hết mũi tên rồi. Xuống xe cầm kiếm. Cho mày phát nữa đấy. Quánh xong cái bọn quái zombie này thì trời cũng sáng rồi các bạn ạ. Wow, đây đúng là cái con ngựa con của cái con ngựa sao này rồi. Và cái con ngựa sao này là mẹ của nó rồi các bạn ơi, nhìn này. Ôi nhưng mà cái con ngựa con này nó lớn nhanh thật đấy, nó lớn to như này rồi. Ok mà ơi, thì hôm nay thằng đã đào được rất là nhiều kim cương, lại còn thu phục được cả con ngựa để có cái mà đi lại chứ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.